Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh ITB Club Channel cùng với GITB trong buổi sáng ngày 22 tháng 11 năm 2024. Và chắc hẳn rằng quý anh chị cũng đã nhìn thấy được một tuần hồi phục của thị trường VN-Index với những biến động từ khi về những cái vùng thấp nhất là 1197.9 là 1198 và đã hồi phục về những cái vùng cao nhất đến tính từ đến ngày hôm qua đáo hạn phái sinh đó là 1228, tức là sau khi đã giảm từ cái vùng mà khi mất cái vùng 1235 thì đã giảm về cái vùng 1198, tức là giảm đi khoảng 37 điểm. Đấy. Và sau đó thì cũng đã có những cái đà hồi phục quay trở lại vào những thời điểm này là hồi phục hơn 30 điểm từ những cái vùng đáy đáy nhỏ đã tạo ra. Thì trong ngày hôm nay thì GITV lại chia sẻ với các bạn những cái tuyệt chiêu sau khi mua ở rau găm bán khách sạn, đúng không? Thì hôm nay lại chia sẻ với các bạn một số tuyệt chiêu khác ở trong Ichimoku Trịnh Phát, đó là gặp khách sạn bán con xe, gặp cái khe thì bán cái nhà. Cho nên là vào những thời điểm này thì các bạn trước khi bắt đầu các bạn cho GITB những lượt like, những lượt chia sẻ liệu rằng các danh mục của các cổ phiếu của các bạn đang lỗ thì các bạn sẽ hành động như thế nào, các bạn đang có muốn là khoản lỗ nó to ra hơn hay không, hay là các bạn muốn cái thu nhỏ các khoản lỗ lại và thậm chí rằng lời ít thì có chốt hay không. Đó là những cái giải pháp lăn tăn ở trong tâm lý của các nhà đầu tư vào những thời điểm bây giờ. Nếu các bạn nào đang cùng quan điểm, những góc nhìn của GITB mà đang bị những tình trạng như vậy, hãy comment danh mục của các bạn lên để GITB có thể chia sẻ với các bạn nhé. Hiện tại thì GITB đang công tác tại công ty chứng khoán SSI, GID 2771. Khi các bạn đồng hành cùng với GITB thì các bạn sẽ nhìn thấy được khi chúng ta đồng hành cùng với nhau. Ôi, hôm nay lại camera lại bị mất rồi các bạn. Ai... sao lại bị mất nhỉ? Ai... trời ơi. Mất camera nó, các bạn lại tưởng giữa ITV đi đâu đúng không? Ghi âm. Không, các bạn vẫn ở nhà. Ai... cho nên vào những thời điểm này thì các bạn có những góc nhìn cần giữa ITV tư vấn cổ phiếu nào ấy, thì các bạn nhớ comment nhé. Giữa ITV đang chia sẻ lại là giữa ITV đang công tác tại công ty chứng khoán SSI GID 2771. Các bạn nào chưa có tài khoản, chưa có người tư vấn đồng hành cùng với các bạn thì các bạn hãy liên hệ với GITB để nhận được những sự ưu đãi đến từ app chứng khoán ITB, đến từ app GEM 28 và hợp đồng phái sinh chỉ 4 triệu một đồng. Đồng thời còn có thêm những voucher chăm sóc sức khỏe tại Khỏe Spa số 6 Tường Thi Sách. Thì các bạn đồng hành cùng với GITB các bạn nhé. Chúng ta sẽ nhìn thấy được các bạn đang làm việc văn phòng cũng sẽ nhìn thấy được cái việc mà điều trị cổ vai gáy giống như ITB liên tục ngồi live stream thì sẽ phải có những thời gian thư giãn tại Khỏe Spa với những điều trị, những cái chuyên gia được ông chủ tuyển chọn từ những nghệ nhân từ Nhật Bản và Thái Lan và tổng hợp, và ITB cũng đi khắp cái Sài Gòn để tìm được một nơi uy tín tin cậy và dành cho các golfer rất là nhiều được yêu thích, cũng giống như là với những cái chi phí phải chăng tại số 6 Thi Sách, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh các bạn nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với lên thị trường thì như thế nào ạ. Và những thời điểm này thì lên thị trường thì anh Bitcoin anh cứ phá đỉnh liên tục các bạn, lên đến 98.400 hơn rồi, 98.400 đô cho một 98.421 đô, nhảy liên tục các bạn, tăng 4,37% rồi, tức là gần 100.000 rồi các bạn. Đỉnh của Dow Jones trong ngày hôm qua chính là 98.937 đô, đấy, gần 100.000 đô rồi. Còn ở trên thị trường thì chúng ta thấy Dow Jones có phục hồi nhẹ đúng không? Tiếp tục phục hồi là về 98 điểm, tương đương với 0.23% về 43.500. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng S&P 500 VIX lại bắt đầu tăng trở lại. Đấy, cái này là một những chỉ báo ngược các bạn nhá. Đồng đô la index 106.48 đô. Cũng giảm nhẹ, nhưng mà đây cũng là một chỉ báo được đô la đi lên, lãi suất đi lên thì chứng khoán có vẻ khó tăng, đúng không? Trên sàn S&P 500 thì giảm 10 điểm, tương đương 0.17%. Nasdaq thì nhóm cổ phiếu công nghệ thì tăng 7 điểm, tăng nhẹ thôi, đúng không? Xuyên quanh khu vực vùng đỉnh này rất là nguy hiểm, đúng không?
Bên cạnh đó thì giá dầu cũng đã với những cái sự dấu hiệu của chiến tranh đang khởi động quay trở lại giữa ông UK và ông Nga. Thì vào những thời điểm này các bạn thấy những thời điểm mà ở nước Nga đó đang rất là lạnh lẽo. Các bạn có thể thấy là đã có tuyết này, ở UK cũng vậy mà bây giờ đưa ra chiến tranh cũng thật là vất vả đúng không ạ? Sự tình hình nóng bỏng nhiều hơn, giá dầu lại leo lên 20.15 70.15 đô cho một thùng ạ. Giá dầu WTI các bạn. Cho nên vào những thời điểm này là những thời điểm mà đã dựa vào những chính sách của ông Donald Trump. Liệu rằng là cứ bơm suốt mà ở chiến tranh ở những cái thời điểm mà thời tiết lạnh như này cũng rất là mệt mỏi cho cả binh sĩ cũng giống như tiêu hao lực lượng của nhóm rất là nhiều. Nhưng mà các bạn có thể thấy được là vào những thời điểm này thì đã quan tâm đến liệu rằng VN-Index đã phục hồi xong hay chưa. Thậm chí là ngày hôm qua có tối hôm qua có anh hỏi một anh là khách hàng câu lạc bộ ITP có hỏi với ITP là ngày mai mua mã gì. ITP có chia sẻ là anh ơi ngày mai em mua mã BAN. BAN các bạn á, tức là bán á, đó. Anh ấy cười. Tại sao vậy chưa? Mà thì giờ còn chia sẻ với mọi người một chút xíu đó là khi mà chúng ta đang nhìn thấy cái thị trường nó đã phục hồi quay trở lại những cái vùng 1235, 1245 khi những cái dòng tiền lớn liên tục được thoát ra thì các bạn sẽ thấy đây là những cái pha hồi lên để họ tiếp tục ra hàng. Bởi vì khối tự doanh các bạn cũng có thể thấy được là trước đó thì nếu xem video tối hôm qua thì giờ ITP đã giải thích rồi. Kỹ hơn đó là khối tự doanh mua vào ngày nào và họ cũng đã xả hàng ra rồi. Và bây giờ thì các bạn cũng có thể thấy là nó cũng có những nhịp hồi lên để tiếp tục xả hàng ra thôi. Các bạn nhé, mua cổ phiếu nào thì cũng sẽ xả ra cổ phiếu đó thôi. Ngày hôm qua thì cũng đã đạt được những cái target của các cái cổ phiếu như là CTG để chốt lời. Và trong ngày hôm nay thì các bạn hãy comment cho 4 số 9 để dưới ITV chia sẻ với các bạn là lý do tại sao VN-Index phục hồi sắp kết thúc. Đó là vào những thời điểm này thì các bạn nhìn thấy được chúng ta đã thấy được là tại sao các bạn lại nhìn thấy đó là có cái khách sạn đấy thì khách sạn Ichimoku Thịnh Phát thì đang hút giá lên cái vùng 1333 đúng không ạ, 1327.5, 1333 thì bắt đầu nó vào cái vùng khách sạn rồi. Nhưng mà các bạn nên nhớ rằng khách sạn này bé lắm, cho nên khách sạn bé đấy cho nên nó chỉ hút đến đấy thôi. Quanh giỏi lắm là về vùng này cho nó không đi được xa. Khách sạn phải to ra thì chúng ta mới, nhưng đến đây là những thời điểm gặp khách sạn bán con xe rồi đó các bạn nhá. Đấy, còn gặp cái khe mà đi xuống là bán cái nhà đó chứ không phải là bình thường đâu. Bởi vì vào những thời điểm này chưa thấy cái khe để đi lên mà thấy cái khách sạn hút lên thôi. Đấy, thì các bạn chia ra để các bạn bán bởi vì nó sẽ ra phục hồi về quanh cái vùng 1235 này thôi. Thì các bạn đã thấy được cái khách sạn này vì nó đã về đến khách sạn nó nói là 1233 đúng không ạ, thế nên cứ phục hồi về 1235, 1245 là các bạn ra hàng thôi. Các bạn đừng có hào hứng quá vì ngày hôm qua cũng không có tiền vào đâu. Đấy, các bạn nhìn thấy có 430 triệu cổ phiếu giao dịch thôi đúng không ạ. Và thứ hai là một cái chi tiết nữa mà các bạn comment 4 số 9 thì sẽ nhận thấy đó là hai cái cặp dao găm Ichimoku Thịnh Phát đó là dao găm 829 là ở 1246, dao găm 65 ở 1232.5. Hai cái vị trí này chứ đảo chiều thị trường chưa tăng được, tên căn cái dù đang dưới cái dao găm thì xu hướng đi xuống các bạn. Cho nên vào những thời điểm này nó sẽ có là tiếp tục cái đà phục hồi thì các bạn nhớ bán ra. Và ba chữ cái ngày hôm nay vẫn là BAN thôi, tức là bán thôi đó. Đấy, cho nên là cái tuần phục hồi thì mình cũng hy vọng là thị trường nó tiếp tục phục hồi để cho các bạn bán ra thôi, chứ các bạn mình cũng không chia sẻ với các bạn mua gì vào những thời điểm này, rất khó chưa đến thời điểm mua vì phía dưới đáy là đại dương các bạn đó, phía dưới đáy còn là đại dương mênh mông lắm. Cho nên dưới ITP cũng chia sẻ các bạn là mua gì ở đoạn này đâu. Thậm chí rằng là các bạn có thể nhìn thấy là có nhiều bạn cứ hỏi rằng là như những cái cổ phiếu như CTG các bạn nhé, nhắc lại là nó đã về đến cái vùng 35 rồi, có 35.2 35 gì đấy nữa thì các bạn có đi lên thì các bạn nhớ bán ra các bạn nhé. Đấy, CTG là các bạn chỗ chốt lời thì ai chưa bán thì bán thôi đúng không ạ, nhắc lại thôi. Cổ phiếu như là TP Bank cũng vậy,
Ngày hôm qua cũng đã chia sẻ với các bạn rồi. Cổ phiếu này, những cổ phiếu này nó đã đi lên đến vùng này thì chờ những vùng lưng lưng cái này 16.5 thì chốt lời thôi, có cái gì khác đâu, đúng không ạ? Gặp cái khách sạn này, đúng không? Gặp khách sạn thì bán con xe thôi, có gì đâu, tiếc gì ở đoạn này nữa, đúng không? Rồi cổ phiếu như SSI chẳng hạn, đây sáng nay sẽ nói về cổ phiếu chứng khoán nhiều hơn. Khách sạn thì không thấy nhiều, nhưng mà lên đến 25.3 thì cũng chia sẻ với các bạn là gì, 25 25.3 thì cũng nhiều bán ra thôi, đúng không? Đây cái đoạn này nó cũng phục hồi nhiều lắm, là về 25.2 này, 25.75, đúng không? Những cái điểm mà các bạn mua, chia sẻ các bạn mua thì cũng nên bán ra đấy. Rồi cổ phiếu như là HCM, mình cũng chia sẻ với các bạn mua ở cái vùng là 27.4, thì bây giờ cũng phục hồi lên đến cái đoạn này thì các bạn bán ra thôi, các bạn đều có lời hết rồi, cũng không trả lỗ cái gì cả, các bạn không bán thì nó cũng quay trở lại còn nguy hiểm hơn, đúng không? Còn vào những thời điểm này thì quanh cái vùng 27.85 cho đến 28.5 các bạn cứ bán ra các bạn nhá. Rồi cổ phiếu như VCI, như VCI thì chúng ta cũng đã thấy là nó cũng đã phục hồi về cái vùng 33.4 mấy lần rồi, đúng không? Trong tuần này thì nó có đi lên đến cái vùng 34.75 33.8 34.4 ấy, thì các bạn cũng nhớ bán ra nhá, đừng có tiếc gì của nó. Nó đi lên rồi nó lại đi xuống ngay mà nhá, chưa tăng được ngay đâu. Khi nào các bạn cần chuẩn bị giá, chuẩn bị được nhiều tiền hơn ấy, thì các bạn về với team của GITP. GITP sẽ làm một lần thì danh mục của các bạn tự nhiên chuyển bại thành thắng thôi, đúng không? Đấy, chuẩn bị tiền nhiều hơn, nhiều tiền như ấn cổ nhá, các bạn sẽ chuyển bại thành thắng. Rồi cổ phiếu như là MBS, cổ phiếu MBS thì GITP cũng đã chia sẻ là có những cái pha phục hồi về cái vùng là 27.8 thôi, thì bây giờ về đến đây thì các bạn cũng đã thấy được có những cái vùng phục hồi nó về quanh vùng đây, thì khi mà về đến cái vùng 27.8 28 này thì các bạn nhớ bán ra thôi, nó đã về rồi, đúng không? Đấy rồi cổ phiếu gì nữa các bạn nhỉ? Đấy, có một số cổ phiếu chứng khoán ấy để GITP chia sẻ mỗi ngày một chút, đúng không? Rồi FTS. Đấy, FTS thì chúng ta lại có lời thôi, nhưng mà chúng ta trả lỗ gì cả, đúng không? FTS thì cứ 43.2 là từ ủ tẻ đấy, không? Các bạn nó giỏi lắm lên được 42.6 chẳng hạn, như vậy là cũng bán ra thôi các bạn nhá. Rồi cổ phiếu nào nữa ạ? Cổ phiếu như CTS. Đấy, mình đã chia sẻ với rất nhiều anh chị đó là không bán ở những cái vùng đáy, và nhưng mà lên đến đây là mình chia sẻ bán. Cổ phiếu CTS thì có cái khách sạn lên là 36.2 36.25 35.9 các bạn thì cũng nhiều bán ra các bạn nhá. Đấy, còn là bạn nào mà ấy thì nó cũng sẽ bị gặp những cái vùng kháng cự ở những cái vùng này, còn khỏe lắm thì nó lên 37, các bạn cứ chia ra các bạn bán thôi. Đã bảo rồi, gặp khách sạn là bán cái bán con xe, mà gặp cái khé là bán cái nhà đó, cho nên cẩn thận mất nhà các bạn, không giờ này chưa bán cái nhà để chúng ta mua được đâu, mà là mất cái nhà nhiều hơn. Cho nên một lần nữa GITP cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn đang cần thêm những cái thông tin gì, các bạn comment lên đường comment chat, bởi vì với GITP thì cũng luôn luôn mang với những cái góc nhìn chia sẻ khách quan qua bộ công cụ ý chí của Trịnh Phát. Và như các bạn cũng đã biết, đây là một cái tuần hồi phục của thị trường, cho nên sẽ tiếp tục gặp những áp lực cung ra trong khi sau khi mà hồi phục. Thì các bạn hãy chú ý rằng là cái tuyệt chiêu là gặp khách sạn thì bán con xe, gặp cái khe thì bán cái nhà, tức là càng lên cao thì càng bán ra các bạn nhé, càng bán mạnh ra. Cho nên là vào những thời điểm này là những thời điểm mà các bạn nhớ chú ý, bởi vì mình chưa thấy tín hiệu nào đảo chiều ở đấy cả, mà là chỉ là phân kỳ nhỏ để làm gì các bạn, để hồi thôi. Chia sẻ với các bạn là như vậy. Nhưng mà khi các bạn đồng hành với GITP tại công ty chứng khoán AI, GID 2771, các bạn nhận được trong từ giờ cho đến hết 2024, chúng ta chỉ còn hơn một tháng nữa thôi, thì các bạn nhận được cài app chứng khoán ITP ở trên hai nền tảng Google Play và Apple Store. Cũng giống như đồng hành với GITP thì các bạn sẽ có thêm cái margin 28 và ở tại game
dưới ID BR8319, nhưng mà vào những thời điểm này sẽ là những thời điểm chúng ta chờ đợi gom tiền để chúng ta tập trung một lần kiếm tiền ăn Tết các bạn nhé. Còn phục hồi thêm sức khỏe thì các bạn nhớ ghé Khỏe Spa số 6 Thi Sách, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, nơi chăm sóc sức khỏe, phục hồi sức khỏe cho quý anh chị sau những ngày làm mệt mỏi. Và dưới ITP cũng là nơi yêu thích của dưới ITP đồng hành sau những trận gôn, sau những buổi live stream chia sẻ với quý anh chị để thư giãn, hồi phục sức khỏe, để tiếp tục chia sẻ cùng với quý anh chị. Một lần nữa cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video này rất nhiều. Xin chúc quý anh chị những ngày cuối tuần vui vẻ bên gia đình. Và dưới ITP gửi các cái đường link ở bên khung comment chat, các bạn có thể mở tài khoản SSI, mở tài khoản GEM với cài app chứng khoán ITP để chúng ta có những cái cơ hội chúng ta đồng hành với nhau sớm hơn. Liên hệ dưới ITP qua số điện thoại trên màn hình 0708245247 các bạn nhé. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.